hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Sáng thứ bảy ngày 27 tháng 7, tức bật khai trương đồng loạt 3 siêu thị mới: MediaMart Lạc Long Quân, số 672 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội; MediaMart Tam Trình, số 126 đường Tam Trình, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội; MediaMart Ý Yên, khu E đường 38B, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đối diện công an huyện Ý Yên. 10 ngày khai trương giá sốc cơn lốc quà tặng. Chỉ với đơn hàng bất kỳ từ 390.000 đồng, tặng ngay 300 phần quà trị giá 1.290.000 đồng, gồm lò vi sóng, bình siêu tốc. Duy nhất 3 ngày vàng từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7. TV LED 3 inch giảm 38%, giá siêu sốc 2.790.000 đồng. Bộ nối nóc 5 lớp Kangaroo, nối cơm điện Sharp đồng loạt giảm giá tới 49%, giá cơ sốc 399.000 đồng. Ngoài ra, TV LED Full HD 4 inch giảm 43%, giá sốc 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9000 BTU giảm 30%, giá cực sốc 4.490.000 đồng. Tủ lạnh Sharp 165 lít giảm 28%, giá sốc 4.390.000 đồng. Máy gia lồng ngang 8 kg, giá chỉ 4.690.000 đồng. Điện thoại Samsung A50 64GB giảm 18%, giá chỉ còn 6.090.000 đồng. Miễn phí giao lắp đổi trả lên đến 45 ngày, tài trợ trả góp 0% lãi suất. MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.